Ê dạ, rồi. Chuẩn bị coi Kim Kinh Man. Kim Kinh Man Việt Nam. Ủa, kêu là chạy Việt Nam. Việt Nam. À, nó tóm tắt lại phần 1. Phần 1 là thành mấy người, mấy người lấy cái hẻ ha. Lấy cái hẻ giờ họ ngủ xong mấy tên tỉnh dậy mấy. Rồi mới thêm mấy người mới vô. Nó tóm tắt nãy cái phần vũ hút độc tập cuối á. Uống hút là tạo siêu anh hùng á. Ra xíu. Hả? Ừ. Nãy đâu thấy mình người tấn thành tại đâu. Họ đang kìa. Tìm rồi coi ra. Mà xíu vào đây nè. Rồi hãy tìm. Rồi. Cây rồi. Nè. Thì gã đông rồi kìa. Thì gã đông rồi. Ê. Đang bắt đó. Đó đang nhảy đó. Đó nhìn ma đó. Quá vậy. Khỏi. Khỏi người luôn. Ủa mấy người kia đâu? Ở kìa. Ủa. Nghĩ Tấn Thành chết ngắt luôn hả? Tấn Thành đi Phi Tần. Con em có không vậy? Thì Con em còn đánh số nữa. Kệ con cá. Con cá con. Hả gì á? Trời. Bị gì á? Nó mất nhận thức như loài người. Sao bị gì? Cứng 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 cứng. À chắc giờ xong cái gã đông ra cái đầu đi thu phục thêm. Nhớ như một thầy tờ đường tăng nữa. Kìa đưa phát với đưa dân kìa. Đồng loạt hết chết. Kìa. Ui xuyên. Xuyên. Ui. Ôi tội nghiệp phát quá hả. Ê nó nghe nè, sao vậy giờ năm anh em mình tự nhiên bị nhốt ở đây hả, gần trăm năm rồi đó. Tại giống tận năm luôn. Hỏi cha anh hùng. Dữ vậy, làm anh thanh vô. Giống mà anh hùng đã tỉnh dậy. Tâm trạng của các bạn đã như vậy. Trong lúc đó, tâm á. Điện sâu trong giấc ngủ. Trái đất đã trở nên một vài người bị phải được kết nối. Giấu tâm đâu mấy khi. Để chiến đấu với thế lực đen tối ngay. Giấu tâm trong khi. Các bạn cần phải bổ sung lực lượng ngay lập tức. Những anh hùng mới sẽ cùng các bạn cứu lấy trái đất vẫn đang bị nhốt trong tủ đông lạnh. Ủa? Nó đi kiếm người chứ.
Kè nổ à. Sao? Ủa? Rồi hết coi. Nghỉ. Nổ luôn cái tivi rồi. Cười quá. Sao nó bỏ? Câu à. Ủa này tự động mở mà. Ủa nó coi mở. Này giống trong ông trầm quay rồi. Sập bát ca nè. Tiếng giống. Nè. 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 Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Tin hay quá. Kẻ. Được chưa? Ra cả. Bây giờ 4 nè. 4 bằng. Từ 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 tháo ra trước nha. Ủa? Của em là 502 nhân. À có một mã. Tại sao cộng trừ nhân chia? Đúng không? Nhân chia trước cộng trừ sau. Phải không? Mà nhân chi nó cầm từ sao? Chúng ta ai ra trước? Anh ra trước đúng không? Tụi mày. Em ra nhì. Đúng rồi. Ra ba. Ba. Từ. Bốn. Năm. Tư nè. Vậy là hai này thì trong những con số này gắn. Rồi. Tìm người đó. Nè. Trung người quay ơi. Nữa rồi. Không. Tới 22 giờ em phát. Coi xíu vừa nghỉ. Thế là bị âm hết luôn á. 1, 2, 5, 2, nhân 3, 2, 9. Trời ơi sao mùa này khó thế. Rồi. Trời ơi à. Đây mọi người. Thiên tài có học ở đây. Nó nổ bây giờ. Em nhấn thử coi nó có nổ không. Nó nổ. Con vậy môn dây đấm được mà. Em biết rồi, không phải. Đúng rồi. Nhân chi trước cộng trừ sau bây giờ lên cho hai. Nhân hai là 1004. 1004 cộng trừ sau đó cộng trừ sao? Cũng nhân khó quá. Không cần. Không cần luôn. Mọi người ơi, không cần luôn. 502. Thôi sao người. Rồi em kiếm dưới quá trời luôn à. Ngập thở kìa. Khoan, nhưng mà tại sao phát lại con số này? Phát có nghĩa là phát là cái số cuối cùng trong cái dãy cấp tính rồi. Ờ. Cho bằng này. Con số mới vô ấy rồi. Em nghĩ đây là tại vì thì sao số mà phát cuối cùng. Là tại vì trong nhớ nó phát nhỏ nhất rồi mầm non đúng không? À. Mầm non mà phát nhỏ nhất xong rồi tới ai? Tới em. Ôi. Em rồi xong bây giờ sắp xếp độ tuổi. Giá cà lâu quá. Chưa có lắm mà. Rồi ơi. Vậy cũng hết luôn chắc hơn hết chương trình luôn quá. Đó. Đúng rồi chứ em mới vậy. Tới em rồi xong là phát. Đúng rồi. Chắc có mà. Không có thất bại á. Tập 1 có cái gì hấp dẫn. 342. Cái này nhân 4 chứ. Không chắc vậy cũng mình Tiền Giang mà. Tiền Giang chiến sĩ mà. Để sao mình cũng phá đảo bên kia à. Đạo diễn Chí Sự Tiền. Chưa. Nhạc vậy chắc đóng cửa hành trình luôn á. Không có đâu. Đi kiếp Hùng Hậu. Nguyễn Tị Bàn 2021. Đợi mấy này lâu quá. Được nha. Yeah, bài này. Yeah.
Gỡ thì gỡ thế được. Thì vậy sắc ốp. Dạ. Em đỡ mà yêu của tao, mà mày nói là con heo, mày đòi chạm đến tao. À, giới thiệu Trần Giang á. Ai không biết thầy dưới Trần Giang là ai á? Nhưng mà thật ra anh Giang là, gọi là người thiếu kinh nghiệm hơn tụi mình luôn. Ủa sao lục tè? Trần Giang muốn người lục tè. Thiếu kinh nghiệm đó, chơi thì thôi, kinh nghiệm ở đâu gần 40 năm rồi. Thiếu kinh nghiệm trò chơi thì thôi. Anh Giang là hậu bối, tôi là tiền bối. Dạ, dữ quá. Vô kiếm tiền nhau quá tay. Anh dù là chơi mùa sao, vẫn là mùa sao thôi. Tại những trò chơi các bạn đã từng chơi mùa 1. Ngày hôm nay tôi đứng đây tôi chào các bạn. Tôi nói các bạn là bạn chơi rất tốt. Nhưng mà chỉ là muốn út thôi. Nhưng mà đi ra. Thôi, rớt lên coi mà chứ. Em còn phải giải cứu thế giới và còn những người mới nữa. Nhưng mà có mình anh sao đủ, anh đâu có phải. Dạ, dạ, dạ. Chờ lên nè, tin lên đi. Đấy, giải cứu tiền Giang quay. Đúng là giải cứu anh là đủ số lượng nhưng không. Nhìn với một cái body này và cái chiều cao này thì không thể nào được. Hãy thay số rồi anh. Nhà bối nhất. Ok, bối nhất. Vậy thì các bạn đừng chậm trễ nữa, mãi đi giải cứu đồng đội tiếp theo. Hai đồng đội sẽ đồng hành cùng quay đóng tầm ta. Còn hai người. Ngay bây giờ, các bạn hãy đi tìm và đánh thức họ. Các bạn phải nhanh chân lên. Tầm ca, tầm ca. Càng giải cứu chậm trễ. Đẹp gì hơn. Các anh hùng mới sẽ càng có chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Nếu không tham gia vào họ kịp thời gian, tôi cũng không chắc. Đây là chạy nè. Cái gì sẽ xảy ra? Hãy lên đi tìm kiếm mới chứ. Để tìm kiếm logo của các bạn. Đây là chạy. Xin chúc các bạn thật nhiều may mắn. Đúng. Ê, đúng, đúng. Hey, ủa, chưa có người ý luôn. Không có người ý luôn. Không có người ý luôn. Từ từ. Ok á. Giờ đi tìm hai người mà. Ta quảng cáo nữa. Thôi, rồi giờ quảng cáo quá lâu rồi. Chào quý vị khán giả, gặp lại video sau nha. Giờ coi tiếp. Chơi là chạy, chưa thấy chạy. Đợi nhân vật chính gọi là nữa gì nữa. Tại có gì mà cáo nãy gì hết tin toàn ngồi chơi không được có lợi mà bay còn gặp lại video sau hãy video vui nhớ like đăng ký subscribe kênh ủng hộ chứ trên vừa thì trên đây nè bye like đăng ký subscribe kênh gì tên cái gì gì vừa kênh gì nhớ like đăng ký subscribe kênh giờ nó mê câu quảng cáo tiền của mình thì tiền đang mê câu quảng cáo rồi kìa còn không nghỉ bye.